Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để nói về một đề tài hết sức có lợi cho đời sống của mỗi một chúng ta. Hết sức có lợi. Tôi tin rằng chính những cái lời ở trong Chúa sẽ khiến cho đời sống chúng ta được biến đổi. Giống như lời chứng của một người anh em ở Hà Nội vừa nói đó, chính lời của Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta. Chính lời Đức Chúa Trời có năng lực để cứu giúp, để thay đổi, để chữa lành, để giải phóng. Nếu anh chị em nhờ cậy con người đó, tốt thôi. Nhưng mà nói thiệt là con người không ở với anh em 24/7, amen mà. Nhưng mà lời Chúa thì sao? Ở với anh em 24/7, đời đời luôn. Phải như thế. Cho nên nếu chúng ta nương cậy lời Ngài và chúng ta học thuộc lời Ngài thì chúng ta có một tài sản mà không ai và không gì có thể cướp được. Amen chị em. Cho nên tôi vẫn thường khích lại với anh chị em rằng không phải người nào đó giải cứu anh chị em, giúp anh chị em, không phải một tổ chức nào đó giúp đỡ anh chị em, không phải. Mà tôi tin xác với một điều rằng chính lời của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta giúp đỡ chúng ta. Chính lời của Đức Chúa Trời đã tái sanh chúng ta. Chính lời của Chúa chữa lành chúng ta. Chính lời của Chúa giải cứu chúng ta. Chính lời của Chúa khiến cho chúng ta được thay đổi, được thịnh vượng, được thoát khỏi đói nghèo, nợ nần, đau đớn, buồn bã. Chính lời của Chúa đến biến đổi hoàn toàn cuộc sống chúng ta, từ trắng, từ đen sang trắng, từ những cái sự buồn rầu sang cái sự vui mừng, bình an. Cho nên một lần nữa tôi khích lệ tất cả anh chị em, đừng bao giờ quên đọc lời của Chúa và thực hành lời Ngài mỗi ngày. Amen nha. Sách Gia-cơ nói rằng chớ lấy nghe làm đủ, hãy làm theo. Ba câu kinh thánh mà anh chị em học thuộc lòng buổi sáng hôm nay rất là quý. Và tôi ước ao rằng hội thánh của mình không chỉ nghe thôi mà hãy thực hành. Hãy kiến tạo cho mình một lối sống như vậy. Hãy dùng cái hàm thiết để buộc cái miệng mình lại, để cho nó nói những cái lời lành, những cái lời có ơn. Cái đó khó mà chị em. Khó hay dễ? Khó đấy. Rất khó đấy. Cho nên nếu mà ngày hôm nay tôi nói là tôi sẽ cho anh chị em mỗi một người một cái phần thưởng rất lớn, nếu anh chị em giơ tay lên và câu hỏi là như thế này: ai trong tất cả chúng ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ vấp phạm trong lời nói, chưa bao giờ nói một lời dối trá, chưa bao giờ nói một lời gian dảo, chưa bao giờ nói một lời giận dữ cay đắng, người nào chưa bao giờ làm điều đó, giơ tay lên tôi thưởng cho anh chị em. Mà phải thật lòng. Kể cả tôi luôn, chẳng ai dám dơ cả. Cho nên sứ đồ Gia-cơ nói, cái người nào mà không vấp phạm trong lời nói của mình là người trọn vẹn. Khó lắm anh chị em ạ. Nhưng mà bây giờ nhờ cậy Đức Thánh Linh, chúng ta có thể làm được. Chúng ta tiến tới sự trọn vẹn. Cho đến ngày chúng ta gặp Chúa Giê-xu thì chúng ta trở nên biến hóa giống như Ngài. Lời của chúng ta sẽ là những lời đầy ơn lành. Lời của chúng ta sẽ là những lời gây dựng, chứ không phải là gươm dao để đâm soi nữa. Lời nói của chúng ta có năng quyền để kiến tạo vũ trụ này, để biến những điều không có ra có, để biến những sự vô hình trở thành hữu hình. Đó là lời nói. Cho nên anh chị em ạ, rất là quan trọng cái lời nói chúng ta. Sống chết do quyền của lời. Ai yêu mến nó thì hãy cầm giữ miệng lưỡi của mình. Đức Chúa Trời biết điều đó, cho nên Ngài chỉ cho chúng ta trong lời Ngài. Và anh chị em ạ, Satan nó cũng biết điều đó. Satan nó cũng biết. Cho nên nó xúi dục người ta nói những lời gian dạo. Nó xúi dục người ta nói những lời tiêu cực. Nó xúi dục người ta nói những lời rủa xả,
nó xíu xúi dục người ta tự đâm chém chính mình mỗi ngày. Và tôi gọi đó là gì? Đồn lũy của Satan. Chúng ta không thể nói ra miệng nếu điều đó không có trong trí và trong lòng của mình. Đó là sự thật. Chúng ta không thể nói những lời tiêu cực nếu chúng ta không sống một nếp sống tiêu cực. Đúng không anh em? Cái gì ở trong trí, trong lòng mình mới nói. Cho nên cái đó gọi là những đồn lũy. Và chủ đề buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với anh chị em là phá hủy những đồn lũy. Khi anh chị em phá hủy những đồn lũy xong thì cuộc sống anh chị em tràn đầy ánh sáng. Cuộc sống anh chị em bắt đầu khởi sắc. Tất cả mọi sự anh chị em làm bắt đầu đem lại sự vui mừng, bình an. Khi anh chị em phá hủy những đồn lũy của Satan xong thì đường anh chị em rộng thênh thang, không còn những hòn đá vấp chân nữa. Bởi vậy anh chị em ạ, phá hủy những đồn lũy là một chủ đề cực kỳ quan trọng, và tôi tin rằng anh chị em sẽ chú ý lắng nghe buổi sáng hôm nay, cũng như các bạn ở trên Facebook hãy chú ý lắng nghe những lời này. Và tôi cầu Chúa dùng những lời này để ban phước cho anh chị em, giúp đỡ anh chị em thay đổi đời sống của chúng ta. Amen. Đồn lũy là gì vậy anh chị em? Đồn lũy là những cơ quan, những hàng rào, những công trình bảo vệ khỏi sự tấn công và xâm nhập từ bên ngoài. Định nghĩa đồn lũy là như thế anh chị em. Đồn lũy là những cơ quan, những hàng rào, những công trình bảo vệ, để bảo vệ con người, bảo vệ những cái tổ chức, bảo vệ những cái cộng đồng khỏi cái sự tấn công từ bên ngoài. Ví dụ dễ hiểu nhất để cho anh chị em thấy. Anh chị em đi du lịch ở Trung Quốc chưa? Các ai đi chưa? Chưa đi à? Đi du lịch Trung Quốc mà chưa lên Vạn Lý Trường Thành thì chưa đến Trung Quốc, phải không ạ? Phải lên Vạn Lý Trường Thành. Anh chị em thấy Vạn Lý Trường Thành là những bức tường dài, người ta tính đâu nó là tới 16.000 km rồi, dài lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì dĩ nhiên sụp đổ hết rồi, chỉ còn những khúc thôi. Và trên đó là mấy làn xe ngựa chạy cũng được, xe ô tô chạy trên đó cũng được. Và tại sao những đời vua chúa của Trung Quốc người ta xây cái Vạn Lý Trường Thành đó làm gì vậy? Để người ta ngăn chặn những sự xâm nhập của những quân ở phía Tây Bắc, phía Nam, những cái hung rô, những cái sắc dân khác nó hay xâm chiếm lãnh thổ. Cho nên những đời vua đó người ta xây những cái tường thành như thế, ngăn chặn. Và trên những tường thành đó người ta đặt những trạm canh. Và một hình bóng nào đó có thể nói rằng Vạn Lý Trường Thành là chính là đồn lũy để bảo vệ khỏi những người giặc xâm nhập vào lãnh thổ. Anh em thấy không? Hoặc là không nói chuyện đời xưa, nói chuyện mới đi, không ạ? Tổng thống Donald Trump đã chi ra hàng tỷ đô để xây cái bức tường gì anh em? Giữa biên giới Mỹ với Mexico. Bởi vì sao vậy? Bởi vì dân Mexico cứ xông vào nước Mỹ sống thôi, đang mang bầu này chạy sang cái đẻ thành người Mỹ luôn, sướng quá. Chẳng cần gì, hưởng tất cả mọi lợi tức, hưởng tất cả mọi những cái ưu đãi của xã hội. Và người ta cứ chờ cả bầu xong rồi chạy xa. Rất hay. Cho nên Tổng thống Donald Trump đã phải chi hàng tỷ đô để xây bức tường nhằm ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài. Đó là đồn lũy. Và nếu đã có cái thuộc thể như thế thì ở trong thuộc linh nó cũng có giống vậy. Nó có những cái đồn lũy trong thuộc linh mà quyền lực đời này xây dựng. Xây dựng để làm chi? Để không có ai có thể tấn công vào được. Giống như câu kinh thánh ở trong Dân Nhất chương 5 nói, cả thế gian phục dưới quyền của ma quỷ. Điều đó có nghĩa là mỗi một con người chúng ta sinh ra
ở dưới sự kiểm soát của nó. Và dĩ nhiên nó cũng rất khôn. Ngay khi ta chiếm hữu được một người, ngay khi ta kiểm soát được một người, lập tức ta phải xây dựng vạn lý trường thành ngay. Không ạ? Xây dựng ngay, không thể để cho nó yên được. Nếu để nó yên thì một ngày nào đó nó suy nghĩ lại, nó thoát khỏi tay ta. Một ngày nào đó có người đến giúp đỡ nó thoát khỏi ta mất. Một ngày nào đó bạn bè đã nói hay là ai đã nói, nó nghĩ ra vấn đề rằng ô mình con quỷ đang ở trong người nó, và nó thoát mất. Cho nên ma quỷ đã bắt đầu xây những đồn lụy ở trong con người, ở trong cộng đồng, ở trong quốc gia, để bảo vệ gì anh chị em? Lãnh thổ của nó, lãnh địa của nó, tài sản của nó. À, đó là về mặt thuộc linh. Và mặt thuộc linh, cho nên ở đây đó, tại sao chúng ta ngày hôm nay cần phải lấy cái chủ đề là phá hủy đồng lũy? Bởi vì cho đến khi những đồng lũy của Satan ở trong đời sống của một người, một cộng đồng, một quốc gia chưa được phá hủy, thì không có cách gì để cho đời sống con người đó, cộng đồng đó, quốc gia đó được tự do, được thịnh vượng, được chữa lành, được may mắn, được bình an, được vui mừng. Không bao giờ, không bao giờ có. Cho nên anh chị em à, chủ đề phá hủy đồng lũy, mục đích để nói gì? Làm cách nào để hiểu được cái chiến thuật của Satan và bằng cách gì để phá nó? Anh chị em cứ nghiệm thấy trong đời sống mình sẽ thấy à, có những lĩnh vực mà chúng ta thấy mình bị trói buộc, không tự do. À, có những lĩnh vực mà chúng ta muốn mà không được, phải không ạ? Có một điều gì đó ngăn trở, có một điều gì đó khiến cho chúng ta cố vươn lên, nhưng mà ngồi lên đường tí là bị kéo xuống. Và những đồn lũy đó đã được ma quỷ đầu tư xây dựng rất là kỳ công. Nói về mặt cá nhân thì ma quỷ có thể đầu tư xây dựng nó từ khi anh chị em còn nằm trong lòng mẹ cơ. Khi còn trong bào thai nó đã bắt đầu công trình của nó rồi. Còn mình thì tin Chúa, đôi khi là tôi thì 22 tuổi mới tin. Tức là có 22 năm với 9 tháng 10 ngày thì ở đâu anh chị em? Nằm trong tay Satan để nó xây dựng đồn lũy. Kinh khủng không? Đó. Xây dựng. Cho nên ở đây mình có thể nói là đồn lũy là một cái chiến thuật của Satan, không ạ? Để nó bảo vệ tài sản, công trình, lãnh thổ của nó khi nó chiếm hữu một con người. À. Kinh Thánh chép rằng vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Và trong Cô-rinh-tô 2 chương 10 câu 4 câu 5 cũng chép như thế này: vả những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Anh chị em ghi nhớ cho tôi nha, các đồn lũy nha anh chị em. Đôi khi mình đọc Kinh Thánh không kỹ, đạp đổ đồn lũy không phải một đâu, mà nhiều đồn lũy, không ạ? Đạp đổ các đồn lũy, nhờ khí giới đó chúng ta đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy thì sứ đồ Phao-lô đã tuyên chiến, sứ đồ Phao-lô đã vẽ ra một trận chiến. Trận chiến đó không phải ở đời này, mà trận chiến đó là trận chiến thuộc linh, trận chiến với những thế lực vô hình không phải thuộc về phần xác này, trận chiến đó với các thần dữ, các chủ quyền, các thế lực, các vua chúa mờ tối. Và chúng nó đã kỳ công xây dựng những đồn lũy. Những đồn lũy ở đâu? Nếu căn cứ theo câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô 2 chương 10 thì anh chị em biết nó ở đâu ạ? Ở trong tư tưởng của con người, ở trong những cái lý luận, tư tưởng, lý trí của con người, ở trong cái lối sống, nếp suy nghĩ của con người, nó đã kỳ công xây dựng. Nếu anh chị em lúc 40 tuổi mới tin Chúa thì nó có 40 năm
với 9 tháng 10 ngày mà xây dựng những cái đó. Các đồng lưỡi của nó để trói buộc và lùa con người vào cái khuôn mà nó đã đúc sẵn cho thế giới này. Và ngày hôm nay khi anh chị em mình trở lại tin Chúa, thầy anh chị em à, các đồng lưỡi đó không tự nhiên sụp đổ. Đó là lẽ thật mà anh chị em cần ghi nhớ hôm nay. Có người nói rằng ôi tôi tin Chúa rồi, thôi mọi sự ok. Không đâu, nó vẫn còn. Tất cả những đồng lưỡi đó vẫn còn. Cho nên tiên tri T.B. Joshua đã từng nói, có hàng ngàn con cái của Đức Chúa Trời vẫn đi nhà thờ, vẫn thờ phượng Chúa, nhưng mà sống dưới sự điều khiển của Satan. Đó là sự thật. Satan vẫn điều khiển tài chánh của anh chị. Satan vẫn điều khiển sức khỏe anh chị. Satan vẫn điều khiển hạnh phúc gia đình của anh chị. Satan vẫn điều khiển nghề nghiệp của anh chị. Satan vẫn điều khiển tất cả mọi lĩnh vực khác. Khi mà nó có những đồng lưỡi của nó trong lĩnh vực đó, nó điều khiển. Nó điều khiển bằng cái nếp nghĩ và lối suy nghĩ cũ của anh chị. Có người nghĩ rằng là ồ cái đó là tôi nghĩ đấy chứ, nhưng không phải anh chị em nghĩ đâu. Satan nắm mớm cho. Anh chị em biết là lúc mà đi thi hay có phao không? Đi thi có phao không? Bây giờ hiện đại lắm anh chị em. Có những cái micro rất nhỏ bằng hạt gạo anh nhét vô lỗ tai, xong bên ngoài kia nói là trong này cứ chép thôi. Đâu mà thầy cô giáo nhìn mà ôi trong này chép nhanh thế, làm tốt thế, họ ra bên ngoài nói vô. Không ạ, cuộc sống mình giống vậy. Đôi khi anh chị em nói anh chị em làm, nhưng mà anh chị em tưởng là mình làm, người khác nhìn vào tưởng này nó làm, nhưng không phải đâu. Có một thế giới khác, có một lực lượng khác, nó mớm tư tưởng cho chúng ta, mà rồi chúng ta nghĩ rằng đó là mình. Không đâu. Hãy nhớ câu kinh thánh, cả thế gian phục dưới quyền ma quỷ. Hãy nhớ câu kinh thánh, tất cả các con bạn nghịch làm theo ý muốn của thần đời. Đời này, thần đời. Episode chương 2, làm theo ý muốn của thần đời này. Cho nên anh em hãy ghi nhớ những cái ý tưởng này, để mình biết được mình cần có một cái nhu cầu là đạp đổ các đồn lũy của Satan trong đời sống cũ của mình. Nha anh chị em. Để làm gì? Để cho anh chị em có thể khởi sắc ở trong đời sống mới. Để cho anh chị em có thể được tự do sống cuộc đời mà Chúa Giêsu muốn anh chị em sống. Để anh chị em có thể làm được điều mà Đức Chúa Trời muốn anh chị em làm. Để anh chị em trở thành người mà Đức Chúa Trời muốn anh chị em trở thành. Còn nếu không, nếu không, chúng ta sẽ nhắm mắt về với Chúa trong tiếc nuối, trong ân hận, trong những cái sự không thỏa lòng. Ôi lạy Chúa, con tin Chúa từ năm 10 tuổi, mà sao con sống 50 năm vừa rồi nó chẳng đâu ra đâu hết Chúa. Rồi bây giờ biết ra điều đó thì lực bất tòng tâm rồi, không làm gì được nữa, chân tay run rồi lẩy bẩy rồi. Và lúc đó đừng có nói mà chiến đấu với là gì cả, lúc đó là thở còn không nổi, chiến đấu cái gì anh em, phải không ạ? Cho nên ngay bây giờ chúng ta cần phải ý thức được rằng chúng ta cần phải phá hủy tất cả đồng lưỡi của Satan ra khỏi đời sống tư tưởng của mình. Amen chứ? Đó là sự thật. Đó là sự thật. Satan luôn luôn cám dỗ, luôn luôn xây dựng những đồng lưỡi của nó, kể cả sau khi anh em mình đã tin Chúa. Anh em đừng tưởng rằng mình tin Chúa rồi là nó ngừng xây dựng. Không có đâu. Tụi nó là những thợ xây chăm chỉ lắm. Thợ xây bình thường còn làm ngày 8 tiếng, nó làm 24 tiếng. Satan có ngủ đâu. Mình ngủ cho nó không ngủ. Cho nên mình có một kẻ thù rất là đáng gờm. Cho nên ở trong Cô-rinh-tô 2 chương 11 câu 3 cái chép như thế này: nhưng tôi ngại rằng như Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia,
thì ý tưởng anh em cũng bị hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Anh em thấy không ạ? Corinto 2 chương 11 câu 3. Đây là lời mà sứ đồ Phaolô nói cho các tín hữu tại hội thánh thành Corinto. Ông sợ rằng sau khi họ tin Chúa, họ nóng cháy một thời gian thì bắt đầu lòng họ nguội dần, nguội dần, nguội dần. Mới tin Chúa đi nhóm nóng lắm. Ôi sao ơi, 10 giờ rưỡi nhóm là thấy 9 giờ kém là cả mặt ngồi cầu nguyện rầm rầm rồi. Nhưng sau năm là 11 giờ mới thấy đen. Nó nguội dần, nó tụt dần, tụt dần, tụt dần. Ôi mới tin Chúa thì buổi nhóm tế bào nào cũng có mặt. Sau năm là chẳng thấy đâu, lặn rất sâu. Và tàu ngầm này là thuộc loại hiện đại nhất thế giới, có thể sống 365 ngày chưa nổi lên vẫn có không khí để thở. Các bạn, có những tàu ngầm như thế. Và đây Kinh Thánh chép rằng là Eva đã bị cám dỗ thế nào thì hôm nay những con rắn đó vẫn cám dỗ anh em, cám dỗ trong tư tưởng anh em, để cho anh em thay lòng đổi dạ đối với Đấng đã từng yêu thương anh em, đối với Đấng đã từng chữa lành anh em, đối với Đấng đã từng giải cứu anh em khỏi ma quỷ, đối với Đấng đã từng giải thoát anh em khỏi nợ nần. Nhưng một thời gian anh em nói thôi giờ trước là cần Chúa chứ giờ chắc cũng không cần lắm, mình sống được rồi, khỏe rồi, ung thư biến rồi, quỷ nó đi rồi, cho nên giờ ta sống cuộc đời của ta. Không, đó là đồn lụy, đó là tư tưởng của Satan, đó là những cái sự mà khiến cho tình yêu ban đầu của chúng ta nguội dần mà chúng ta không biết. Cho nên anh em à, đừng bao giờ cho phép Satan lập thêm những đồn lũy mới trong đời sống chúng ta. Amen chứ? Đừng bao giờ. Những đồn lũy cũ thậm chí chưa giải quyết xong mà ngày hôm nay nó lại lập tiếp những cái đồn lũy mới đó, hơi cằn. Amen chứ? Cho nên những điều này chúng ta cần phải chú ý trong lời của Chúa để mà chúng ta chiến đấu. Như vậy thì nếu như đồn lũy của Chúa đồn lũy của Satan ở trong tâm trí của chúng ta thì cách để chúng ta phá hủy nó là gì anh chị em? Thay đổi cách nghĩ, thay đổi cái lối sống, thay đổi cái cách chúng ta suy nghĩ. Đó là cách duy nhất là như thế. Cho nên trong Roma chương 12 nói rất rõ, anh em ơi đừng làm theo đời này, nhưng hãy đổi mới bởi sự biến đổi tâm trí của mình. Nhưng hãy biến hóa, Chúa muốn chúng ta biến hóa thành một người khác bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Biến hóa từ một người nghĩ thế này thành một người nghĩ thế khác, từ một người có một lối sống thế này thành một người có một lối sống ngược lại. Đó là cách anh chị em chúng ta phá hủy đồn lũy. Phá hủy. Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta thay đổi cách nghĩ đây? Đó là một bài toán khó, một bài toán cực kỳ khó mà nhân loại này không thể nào tìm ra lời giải. Đó là làm thế nào để thay đổi cách nghĩ của con người? Không vô cùng. Tôi nhớ có một người bố, một người cha dạy con mình lúc nó 3 tuổi á, có up ở trên mạng á. Người cha dạy con mình đếm 1, 2, 3, 4, 5. Ông nói 1, 2, 3, 4, 5. Rồi khi mà ông đọc thì nó bảo là 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà khi ông bảo giờ con tự nói đây con, 1, 2, 3, 5. Mất số 4 rồi. Ông nói ông tức 10 lần như vậy, nhưng mà cứ ông đọc thì nó mới đọc đến số 5, còn số 4 còn không mà. 1, 2, 3, 5. Không thay đổi được. Ai đó đã từng gieo nó cách đọc đó, ai đó đã từng cho nó cái nếp nghĩ đó, ai đó đã từng khắc trong trí nó cái điều đó. Cho nên bây giờ cách gì để thay lại? Khó vô cùng. Cho nên mỗi một chúng ta, kể cả tôi, có những lối suy nghĩ mà gia đình đã gieo vào, bạn bè đã gieo vào, xã hội gieo vào, người thân yêu gieo vào, vợ gieo vào, chồng gieo vào,
rất nhiều. Và những cái nếp nghĩ đó nó đã thành hình, tức là nó trở thành những đồn lũy bên trong chúng ta. Và cái điều mà để khiến nó suy nghĩ đó không phải một ngày một giờ anh chị em, nó là cả một quá trình. Một quá trình. Giống như anh chị em không thể nào đạp một cái đồn lũy mà anh chị em đạp trong vòng một giây mà nó ngã, không. Tùy theo cái quy mô của đồn lũy mà anh chị em có thể mất một tháng để dọn cái công trình đó, có thể mất 5 ngày để dọn cái đó, có thể mất thêm hàng năm trời để dọn cái đó. Giống như Vạn Lý Trường Thành, tôi đố anh chị em mà dọn nó trong vòng tháng, dọn chắc cũng phải vài chục năm, gần cả đời người chưa bao giờ dọn xong. Ví dụ vậy. Thì cũng vậy, trong mỗi một chúng ta có những cái quy mô của những cái suy nghĩ mà phải mất rất nhiều thời giờ, kể cả sự kiên nhẫn, nỗ lực, kỷ luật bản thân mới có thể dọn dẹp được, thay đổi cách nghĩ. Và cái cách duy nhất để thay đổi đó là gì anh chị em? Đọc, nói và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Cái cách duy nhất thôi, không có một phương pháp nào ở trên đời này để khiến cho con người ta thay đổi lối suy nghĩ, ngoại trừ đọc, suy ngẫm và thực hành lời của Chúa. Tại sao vậy? Để tôi giải thích cho anh chị em chỗ này. Xã hội này cũng có những trường dạy đạo đức công dân. Từ lớp 1 đã phải đi học về đạo đức. Ô, dạy cách sống thế này nọ. Nhưng mà có vô số những đứa trẻ không bao giờ nó thay đổi. Không bao giờ. Học là học chơi vậy đó. Thậm chí đạo đức công dân 10 điểm. Nhưng mà đi ra thì vẫn là ngỗ nghịch, vẫn là thế này thế nọ. Tại sao? Câu trả lời là như tôi đã nói lúc đầu. Đồn lũy trong tâm trí là thuộc linh hay thuộc thể anh chị em? Thuộc linh. Nó là quyền lực, chủ quyền, thế lực, vua chúa thế gian mờ tối này. Nó là những thế lực vô hình ở trong con người, trong tôi và trong ông bà anh chị em, trong những người ngồi kia. Nó là một quyền lực lớn hơn chúng ta nhiều. Nó là những quyền lực mạnh hơn chúng ta nhiều. Nó là những quyền lực khôn ngoan hơn chúng ta nhiều. Tôi xin thưa với anh chị em, Satan có 6.000 năm để chơi trò chơi lừa con người rồi. Cho nên anh em chúng ta mới sinh ra 30-40 tuổi chưa ăn thua với nó đâu. 30 năm sau với 6.000 thì tôi nghĩ rằng nó coi mình tép riêu thôi. Đúng không? Giống như mình đi chơi bi với đứa nhỏ vậy đó. Mình lớn rồi, mình chơi đứa nhỏ, mình dẫn đứa nhỏ đi đâu đi đó thôi, nói sao nó nghe vậy thôi. Cho nên tôi nói anh chị em, nếu chúng ta địch lại Satan bằng nỗ lực của mình, bằng giáo dục của đời này, bằng phương pháp tự nhiên, chúng ta sẽ chuốc lấy thất bại. Nhưng anh chị em hãy nghe tôi đi. Lời Đức Chúa Trời là linh và sự sống. Lời Đức Chúa Trời là năng lực. Lời Đức Chúa Trời có quyền năng. Lời Đức Chúa Trời là sống đời đời. Amen chép. Lời Đức Chúa Trời có cái sức mạnh để đạp đổ mọi đồn lũy của Satan. Anh chị em vừa nghe câu kinh thánh rồi. Và vũ khí chúng tôi chiến đấu không phải là xác thể, nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời. Quyền năng đó ở trong đâu anh chị em? Lời của Chúa. Cho nên có một câu chuyện rất là hay để kể về những cái sự chữa lành, sự giải cứu của con người qua lời Chúa, mà anh chị em cần phải đọc những cái lời chứng của người ta. Có ông mục sư kia, ông đi khám răng, không ạ? Xong rồi ông bác sĩ nha khoa, ông lay hay như thế nào, ông chích một cái mũi thuốc tê đúng vào dây thần kinh của răng lợi ông ấy, làm cho cả mặt ông ấy tê cứng luôn. Cứng luôn, cứng ngắt luôn, rờ vào nó cứng như đấy, không cảm giác gì cả. Và ông hỏi ông bác sĩ là chuyện gì xảy ra. Ông bác sĩ nói: anh ơi, tôi lỡ chích đụng vào dây thần kinh của anh rồi. Thế ông kia nói là: như vậy thì có sao không? Bảo là 8-85% là nó tự lành, còn 15% là liệt vĩnh viễn. Ông đang nói: thôi xong, cuộc đời tôi xong rồi, chấm hết từ đây rồi. Hả? Và ông sợ, sau khi mà sửa răng, trám răng xong rồi, ông sợ vô cùng, nói: bây giờ anh phải đền tôi, nhưng bây giờ tôi lỡ rồi, làm sao đền anh được? Làm sao đền?
nay xong rồi, bây giờ anh chịu khó gì, làm nào tôi cũng không biết luôn. Tôi chỉ biết là theo thống kê của y khoa là 8-85% là tự nó khỏi, còn 15% còn lại đôi khi nó liệt cái mặt cả đời. Thôi xong, cái mặt này cứ đơ như cái tảng nước đá, đụng không biết luôn, không biết gì cả. Và ông hoảng sợ, có một cái sự sợ hãi nó đến trong tâm hồn. Và anh chị em biết không, ông chạy đi hết chỗ này chỗ kia, cả ngày hôm đó ông đi chạy. Ông chạy hết bệnh viện này đến phòng khám nọ, ông hỏi, ông hỏi mỗi cái điều đó thôi. Ông hỏi anh ơi, lỡ chích đụng dây thần kinh thì nó liệt vĩnh viễn hay là nó tự khỏi? Thì gặp ông nào thì ông nào cũng nói anh à, theo thống kê thì có khả năng anh liệt vĩnh viễn đấy. Hỏi ông nào cũng trả lời đúng câu thế, bác sĩ nào nói như vậy. Cái ông này ông nói thôi xong, cuộc đời mình chắc tàn rồi, đến đây là chấm hết rồi. Ông về nhà ông nằm, ông đang buồn, ông buồn rời rời. Ông nói tại sao lại tự nhiên mình nổi hứng đi trăm răng làm cái gì, không biết bây giờ lỡ rồi như thế này làm sao. Và tự nhiên anh chị em biết không, có một tiếng nói đối với lòng ông: ta là Jehovah đấng chữa bệnh cho con, ta là Đức Chúa Trời đấng chữa bệnh cho con. Khi ông nghe được tiếng đó, ông nói ồ, sao mình không tìm trong lời Ngài mà mình cứ đi tìm những cái ý kiến, những cái sự hỗ trợ, những cái lời khuyên ở bên ngoài để rồi mình sợ hãi như thế này nha. Ông bùng dậy anh chị em, ông bùng dậy. Và trong cái lúc bối rối hoang mang đầy những tiếng nói sợ hãi trong người ông, thì bắt đầu ông đọc lời Chúa. Ông đọc lời Chúa, ông tìm hết tất cả những cái lời nào nói về sự chữa lành. Ê-sai 53, Phi-rơ nhất chương 2 câu 23, 24, rồi Ma-la-chi chương 4 câu 2, rồi ông kiếm tất cả Thi Thiên 103, ông đọc hết tất cả. Thậm chí ông còn in ra, ông dán lên tường, ông dán trong phòng ngủ ông, ông dán khắp nơi, ông dán hết từ buổi sáng đến buổi chiều. Ông đọc những lời đó và ông nói cái mặt này không được liệt, ông không được liệt, không được liệt. Ông nói là khi ông đọc như vậy, ông dán như vậy, thì thực tế mà nói mặt ông vẫn đang liệt. Nhưng mà anh em à, ông kể ra bắt đầu những tư tưởng sợ hãi nó giảm dần. Những cái tư tưởng sợ hãi, những cái tư tưởng mà nó nghĩ lúc nào cũng bị liệt đó, nó giảm dần, giảm dần, giảm dần. Bắt đầu ông tìm thấy sự bình an, sự bình an. Ông tìm thấy sự bình an, sự bình an dần dần lớn lên, lớn lên. Và nói, ông nói rằng cái sự đó nó kéo dài tới mấy tháng, mấy tháng trời chứ không phải là một ngày đó. Bình an. Và đến một ngày ông thức dậy, ông đánh răng và ông nhìn một câu kinh thánh ở trên tường ông đã từng dán. Câu kinh thánh đó đập thẳng vào người ông. Câu kinh thánh đó như là nó ra khỏi bức tường, nó chui vào trong lòng ông. Và ông nhảy lên, ông hô: tôi được lành rồi. Khi ông hô dậy như xong một cái, mặt ông trở lại hoàn toàn bình thường như xưa. Tôi kể lời chứng này để khích lệ anh em, để khích lệ anh em rằng trong lời Chúa có quyền năng, trong lời của Đức Chúa Trời có quyền năng để đạp đổ mọi đồn lũy ở trong tâm trí anh chị em. Khi anh chị em sợ hãi, hãy tìm đến lời Ngài. Khi anh chị em bệnh tật, hãy tìm đến lời Ngài. Khi anh chị em nợ nần, hãy tìm đến lời Ngài. Khi anh chị em đang bối rối, hãy tìm đến lời Ngài. Khi anh chị em không biết phải giải quyết vấn đề trong nhà mình như thế nào, hãy tìm đến lời Ngài. Và anh chị em à, hãy để cho lời Ngài làm cho linh hồn anh em được yên nghỉ. Đó là lúc đồn lũy của Satan bắt đầu bị phá vỡ. Phá vỡ từ nóc trước, lấy cái nóc nhà nó đổ xuống, gỡ hết đinh cột kèo của nó xong, rồi đến đập bức tường. Phải không em? Đập bức tường chứ mà đào móng nó trước rồi nó sập xuống chết thì sao? Phá nhà phải phá từ trên nóc phá xuống, đập tường, dỡ cột, dỡ kèo hết. Rồi đến giai đoạn cuối cùng là sao? Đào, đào móng, bức gốc luôn. Lúc bức gốc là lúc anh chị em được tự do hoàn toàn. Amen. Anh chị em hãy nhớ cái điều này để khích lệ mình. Cho nên ở đây đó, hôm nay tôi muốn nói cách để chúng ta phá hủy đồn lũy. Cách để chúng ta phá hủy đồn lũy là lời của Chúa. Cách chúng ta phá hủy đồn lũy là đọc, lắng nghe, suy ngẫm và thực hành lời Ngài. Tôi khích lệ anh chị em, nếu anh chị em đang có năng đề gì về tra kinh thánh, in ra dán đầy nhà cho tôi.
dán từ trên nóc dán xuống, dán từ trong bếp dán vô phòng ngủ, dán từ phòng ngủ dán ra sân luôn. Và mỗi ngày anh chị em đi lại hãy ngó giùm và đọc giùm lời đó. Amen chị em. Đó là cách, cách đó cứu anh chị em, cách đó giúp anh chị em, cách đó thay đổi tâm trí anh chị em, cách đó khiến anh chị em nghĩ khác, làm khác, khiến anh chị em được bình an, khiến anh chị em ngủ ngon giấc và không một kẻ nào quấy phá anh chị em được. Amen. Đó là cách. Bây giờ tôi sẽ nói đến hai cái loại đồn lũy phổ biến nhất. Hai loại đồn lũy phổ biến nhất. Đồn lũy thứ nhất là đồn lũy nghèo đói và nợ nần. Đồn lũy này nó bao trùm cả thế giới. Bao trùm cả thế giới. Nghèo đói và nợ nần. Tại sao? Tại sao trong phạm vi bài giảng hôm nay tôi nói về đồn lũy này? Vì đồn lũy này là đồn lũy phải nói là mạnh nhất mà Satan dùng để kìm hãm con người chết trong sự hư không của đời mình. Nghèo đói, vất vả, khổ sở, thiếu thốn, chắc bóp cả đời để rồi trả tiền viện phí và đi thẳng xuống âm phủ. Tại sao? Tại vì Satan nó hiểu rằng thế giới này sau khi bị Đức Chúa Trời rủa sả thì nó có đủ thẩm quyền để cột trói thế gian này trong sự đổ mồ hôi trắng mới có cái ăn. Anh chị em nhớ sáng thế ký không ? Sau khi Eva phạm tội, Adam phạm tội, Chúa nói cho Adam sao? Ngươi phải làm đổ mồ hôi trắng. Đất sẽ sinh ra cây gai và cây tật lê. Ngươi phải cày cấy vất vả cả đời. Rồi khi ngươi vất vả như vậy cả đời, ngươi sẽ chết trở về bụi đất. Đây là bức tranh mà thế giới này hôm nay đang sống. Bức tranh này nó gồm cả hàng tỷ con người đang sống trong sợi dây kìm tỏa và đồn lũy rủa sả của Satan, để con người ta sinh ra cày cấy một cách vất vả và kết thúc cuộc đời mình một cách thảm thê. Cho nên đồn lũy nghèo khổ này nó là bức tranh của vương quốc Satan. Vương quốc Satan. Vương quốc Satan đã xây dựng một cái bức tranh để cho mỗi một con người sinh ra trên đời này nó phải nghĩ về tiền bạc, nó phải nghĩ về tài sản theo cái khuôn mẫu của Satan. Ở đây tôi liệt kê một vài khuôn mẫu mà tôi gọi là đồn lũy Satan. Nó đã dạy trong vương quốc của nó. Vương quốc của Satan có cái trường học về tài chánh, trường học dạy kinh doanh. Nó dạy cho con người ta kiếm tiền. Và nó dạy những cái đồn lũy như thế này. Nó dạy những cái lý thuyết như thế này. Và tôi liệt kê một vài điều nha anh chị em. Một vài điều. Nó dạy rằng loài người phải rất vất vả mới có được miếng ăn và có của cải. Nó dạy vậy đó. Mỗi một con người trên thế gian này đều nghĩ rằng khi sinh ra lớn lên đi học đi hành và có ý thức được là luôn luôn nghĩ rằng ôi kiếm được tiền vất vả lắm, đổ mồ hôi trán ròng ròng, ôi phải thức đêm thức hôm, thậm chí bạc hết cả đầu, 30 tuổi mà đầu trắng bóp luôn thì mới kiếm được tiền. Nó dạy vậy đó. Tôi không hiểu là anh chị em nào ngồi dưới đây có đang suy nghĩ như thế không? Có đang nghĩ vậy không? Nó nghĩ vậy đó. Nó dạy cho mỗi một người suy nghĩ như thế. Bởi vì đó là lời rủa sả của Adam. Đó là lời rủa sả mà Adam đã nắm lấy để kim tỏa tất cả nhân loại này, để mỗi một người suy nghĩ như vậy. Và cái nếp nghĩ đó đó nó khiến cho cuộc đời anh em giống y như thế. Khi anh em nghĩ rằng kiếm tiền để có tiền, để có tài sản là một cái gì đó nó kinh khủng, không một ngày nghỉ ngơi, tối không ngủ được 8 tiếng, không bao giờ có một sự an nghỉ nào cả, cả đời hùng hục, thậm chí làm 365 ngày trên một năm, làm 30 ngày trên một tháng, 7 ngày trong một tuần, thậm chí ngày lễ, ngày Tết làm luôn, thì may ra mới kiếm được một chút. Nó suy nghĩ vậy. Cho nên tôi nói với anh chị em, nếu anh chị em nào có suy nghĩ như thế thì ngày hôm nay hãy đọc lại lời Chúa. Phước lành của Đức Giê-hô-va
làm cho giàu có và không thêm sự đau đớn nào vào. Anh em biết cái chữ đau đớn đó dịch sang Hebrew có nghĩa gì không ạ? Là vất vả. Cái chữ đau đớn đó có nghĩa là vất vả. Phước lành của Chúa khiến cho chúng ta có của cải mà không cần phải vất vả và đổ mồ hôi ra. Tôi đảm bảo với anh chị em đó là sự thật. Còn những sự gì khác câu kinh thánh này, đó là lừa dối của Satan. Những kẻ thuộc về Satan sẽ nghĩ như vậy, nhưng những người thuộc về Chúa hãy nghĩ khác đi. Tiếp theo anh chị em, thứ hai, một cái lối sống thứ hai, cái nếp nghĩ thứ hai là chúng ta phải hết sức thu gom, ki bơ, bủn xỉn, keo kiệt thì mới tích đủ của cải cho tương lai của mình. Còn nếu mà hôm nay mà mình bắt đầu có một tí tiền mình chi tiêu, mình mua thuốc bổ, mình mua những điều bổ khỏe về cho thân xác của mình, mình ăn bữa ăn nó ngon quá thì coi chừng sẽ thiếu hụt, không có tiền để trả cho viện phí ngày sau. Tôi thấy có những cái lối nghĩ nó cực kỳ là Satan luôn. Tại sao chúng ta làm ra của cải không được dùng cho bản thân mà lại để ngày sau mua thuốc uống làm sao vậy? Tôi không hiểu được cái lối nghĩ đó. Nhưng mà có một vài lối nghĩ như vậy. Ôi để dành tiền, bảo dành làm gì vậy? Dành ngày sau nằm viện. Anh em thấy tôi nói đúng không? Có đấy, tôi nói là có, vì tôi đã từng nghe những lối suy nghĩ đó rồi. Để dành tiền ngày sau nằm viện. Ôi anh chị em à. Cho nên mấy lần tôi đi ra cái hiệu thuốc đông y ngồi kia nè, ngồi Nguyễn Anh Thủ á, ông đông y đó, ông hỏi anh mua gì anh, bán cho tôi hộp sâm về tôi bổ dưỡng thân thể đó. Nói anh bệnh gì mà mua sâm? Không, tôi chẳng bệnh gì cả, tôi muốn uống cho nó khỏe thôi. Mà sao anh khôn thế nhỉ? Tôi thấy lạ đó, anh chẳng gì cả, tự nhiên anh khôn vậy là anh sống lâu lắm á. Đấy, từ đó tôi mới nghĩ được rằng hóa ra cái thế gian này á, nó chỉ tẩm bổ khi nó bệnh thôi. Mà tôi nói thiệt với anh chị em, khi bệnh rồi ăn không được chứ đừng nói tẩm bổ. Amen chứ. Bệnh ăn được đâu. Cho nên chúng ta cần phải phá bỏ cái lối nghĩ nghèo đói này, một cái lối nghĩ sai lầm này. Anh em có của cải hãy tẩm bổ cho bản thân. Anh em có của cải hãy làm cho mình được tiện nghi. Amen. Đừng bao giờ sống ki bo bủn xỉn kẹt xỉn rồi cuối cùng nói để dành trả viện phí. Mắng bác sĩ cũng mừng lắm, không biết hôm nay có bác sĩ nào. Không ạ. Tiếp theo nha. Lối suy nghĩ thứ ba khiến cho chúng ta đứng trong đồn lũy nghèo đói của Satan là tôi có cái số nghèo. Ông nội tôi nghèo, cha tôi nghèo, chắc chắn tôi phải nghèo. Trời, ai đang suy nghĩ như thế này, hãy thay đổi lại. Không ạ. Nhiều người Việt Nam chúng ta, nhiều người lắm suy nghĩ đó. Tôi sinh ra trong một dòng họ nghèo, gọi là bần cố nông, để được lý lịch trong sạch. Cho nên là chắc chắn hôm nay tôi cũng phải bần cố nông thôi. Cha tôi nghèo, ông nội tôi nghèo, ông cố ông kỵ tôi nghèo thì tôi cũng phải nghèo. Và anh chị em ạ, cái tư tưởng này nó khiến cho anh chị em không có một năng lực nào để xông lên để đoạt lấy sự thịnh vượng và giàu có. Cái tư tưởng này nó đã hãm anh chị em lại và không cho anh chị em bắt đầu bất kể một kế hoạch kinh doanh nào. Cái tư tưởng này nó hãm anh chị em lại và nó không cho anh chị em khởi động hay đầu tư bất kỳ một việc làm nào để cho anh chị em có được dư dật. Số mà nó gọi là tôi có sao thái bạch chiếu rồi, cho nên làm cái gì cũng đứt đó. Ví dụ thế, tất cả những tư tưởng này Satan đã từng xây dựng đồn lũy trong chúng ta. Cho nên tôi muốn anh chị em hãy thay đổi nó. Cha mẹ anh chị em nghèo thì anh chị em phải giàu để bù đắp lại. Amen anh chị em. Cha mẹ mình thiếu thì mình phải giàu để bù đắp lại chứ, mới đúng chứ. Tại sao lại phải có cái suy nghĩ như thế? Cho nên lời của Đức Chúa Trời không cho phép chúng ta suy nghĩ kiểu đó. Không cho phép chúng ta suy nghĩ kiểu là cha ăn trái nho chua thì con phải ghê răng. Không có. Jeremy chép rằng câu kinh thánh đó ngày hôm nay đã bị hủy bỏ. Trong thời đại Tân Ước nó không còn ứng dụng nữa. Nhưng ngày hôm nay người nào sẽ chết vì tội lỗi của mình?
không liên quan gì cả. Chúa Giêsu đã chết thế cho tất cả rồi. Chúa Giêsu đã chịu nghèo khó để tất cả chúng ta trở nên giàu có rồi. Cho nên không có một cái tư tưởng nào để nói rằng anh chị em phải sống trong thiếu thốn vì dòng họ cha mẹ, ông nội, ông tổ, ông cụ, ông kỳ đang thiếu thốn. Bỏ đi anh chị em. Một cái loại tư tưởng nữa là tư tưởng thứ tư, là đồng lũy thứ tư, nó gieo vào trong con người. Và con người đã nói như thế này: tôi là người luôn thất bại, hễ tôi làm gì thì thế nào cuối cùng cũng thất bại. Đang khởi động một công việc mới, về nhà đêm nằm trên giường nghỉ, có tư tưởng đến: thế nào mày cũng nợ nữa cho mà coi. Chắc chắn mày nợ rồi, tại sao mày dám đầu tư chuyện này, nợ rồi. Anh chị em phải biết nó đến từ đâu. Anh chị em phải biết lời nói đó nó đến từ đâu. Lời nói đó không đến từ Đức Chúa Trời, mà cũng không đến từ anh em. Nó đến từ đâu? Satan. Nó đến từ đồng lũy của nó trong tâm trí chúng ta. Cho nên anh chị em à, Chúa không định cho chúng ta làm người thất bại, Chúa định cho chúng ta làm người thành công, Chúa định cho chúng ta làm người thịnh vượng, Chúa định cho chúng ta làm người sung mãn, Chúa định cho chúng ta làm việc gì cũng được may mắn và thịnh vượng. Cho nên chị em ơi, hãy đạp đổ đồng lũy đó bằng lời của Đức Chúa Trời. Tôi liệt kê ra đây để cho anh chị em nào mà dính đạn á, về nhà lục những câu kinh thánh dán lên tường giùm tôi cái. Amen. Mình phải có phương pháp. Không có phương pháp chúng ta không bao giờ có thể cải thiện được đời sống của mình. Ngày xưa tôi nhớ tôi học đại học á, tôi học để thi đại học á. Có đứa nó học gì mà nó học lủng cả dài dày luôn mà thi vẫn rớt. Thì vẫn rớt, thì có mười mấy điểm à, rớt. Nhưng mà có đứa vẫn đi đá bóng, vẫn đi câu cá, vẫn đi thả diều, nhưng mà thì dồn cái là 25, 29, thậm chí thủ khoa. Tại sao? Nó học có phương pháp. Amen. Cái ăn nhau ở chỗ cái thông minh là một chuyện, nhưng mà tôi nói với anh chị em rằng cái phương pháp mới là vấn đề để cải thiện, để thay đổi, để tiến bộ, để chúng ta bước lên một cái lĩnh vực mới. Cho nên anh chị em à, tôi nhắc lại nha, phương pháp để phá hủy đồng lũy của Satan là đọc, suy ngẫm và thực hành lời Đức Chúa Trời. Anh em cứ tra đúng lĩnh vực đó, dán đầy nhà cho tôi. Đọc, suy ngẫm, thực hành, chắc chắn những đồng lũy đó dần dần xóa bỏ hết. Rồi, tiếp theo anh em, ta sẽ đi nhanh một chút xíu chứ không là không kịp giờ. Đồng lũy thứ năm, có một số người nghĩ rằng nghèo thì mới trong sạch, nghèo mới thánh khiết. Cái này cũng là một đồng lũy mà những anh tôn giáo là hay dính. Anh nào mà đeo áo tròn để râu rồi dài á là anh đã dính. Bảo anh nào á, bảo ôi tôi nghèo mới trong sạch, nghèo mới thánh khiết, giàu có tiền bạc nhiều và ô uế lắm, vứt hết đi, bán sạch đi, sống thiếu thiếu thôi. Cái này không đúng kinh thánh nha anh chị em. Tất cả những câu kinh thánh bên trong, anh chị em không thể tìm thấy một câu kinh thánh nào mà nói rằng người nghèo mới trong sạch, người nghèo mới thánh khiết. Không, kinh thánh chép rằng chúng ta được trong sạch bởi lời của Đức Chúa Trời. Amen chứ. Chúng ta được nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Amen chứ. Okay. Hai câu đó có thể đạp sập đồng lũy này của Satan. Tôi đảm bảo anh chị em nghèo không trong sạch đâu, mà nghèo cũng chẳng thánh khiết đâu, thậm chí còn ô uế hơn đó. Tôi đảm bảo đó. Ghê lắm. Cái sự nghèo đói là một cái linh, cho nên nó làm cho mình ô uế, dơ dáy và có những suy nghĩ rất là tiêu cực, sai lầm. Và cuối cùng một đồng lũy cuối cùng mà tôi chia sẻ với anh chị em đó là phải vi phạm pháp luật thì kiếm tiền mới nhanh được. Cài nghĩ vậy không? Ôi phải đi buôn ma túy kiếm tiền mới nhanh chứ không sợ kiếm tiền này khó quá. Ôi phải đi buôn lậu mới kiếm tiền mới nhanh chứ kiếm tiền kiểu này lâu lắm. Đấy cũng là một lối suy nghĩ mà đưa rất nhiều người vào tù, rất nhiều người phải dựa cột, rất nhiều người phải kết thúc cuộc đời mình ở trong bốn bức tường, chẳng đâu vào đâu. Đây là một đồng lũy của Satan. Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.
Cho nên chúng ta cần phải tránh những cái lối suy nghĩ này, đạp đổ những đồn lũy này. Châm ngôn có một câu: của cải mà kiếm trong cái lúc vội vàng thì không được phước. Cho nên Chúa cho chúng ta trở nên giàu có trên nền tảng của Ngài, giàu có trên lời của Ngài, giàu có trên sự kính sợ Ngài, giàu có để phục vụ Ngài. Amen chứ. Từ từ, từng bước một. Đó, như vậy đó. Sáu cái loại đồng lũy này tôi nghĩ rằng anh chị em cần phải chiến đấu nó. Và bây giờ tôi đọc anh em nghe một vài câu kinh thánh để cho anh chị em có thể có thể ghi nó vào trong địa chỉ của quyển sổ của mình và về nhà in nó ra nha anh chị em. Thứ nhất, Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 15 câu 1 đến câu 6. Anh chị em lắng nghe nha. Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 15 câu 1 đến câu 6. Cuối mỗi năm thứ bảy, ngươi phải làm năm giải thích. Này là lệ của sự giải thích. Phàm chủ nợ phải giải thích món vay mà mình đã chịu cho kẻ lân cận mình vay. Ngươi chớ thúc kẻ lân cận mình hay là anh em mình trả lại, vì người ta đã cáo rao năm giải thích cho Đức Giê-hô-va. Ngươi được thúc người ngoại bang trả lại, song ví anh em ngươi có vật chi thuộc về mình thì phải tha vật ấy cho người. Nhưng nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo nàn, vì Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp. Miễn ngươi chăm chỉ nghe theo tiếng Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, cẩn thận làm theo các điều răn ta truyền cho ngươi ngày nay, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi y như Ngài đã phán. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn chánh ngươi không vay ai. Ngươi sẽ quản hạt nhiều nước, song các nước sẽ chẳng quản hạt ngươi. Amen. Đây là lời hứa. Anh em có tin mình là dân thuộc linh, Israel thuộc linh không? Amen. Anh em có tin mình là con cháu Abraham trong đức tin không? Amen. Thì lời này thuộc về anh chị em. Amen. Quả hẳn trong anh em không có người nghèo. Amen. Còn nếu anh em nghèo thì hãy coi lại câu này. Không ai, chứ đừng đổ thừa cho cái gì cả. Đừng đổ thừa cho số phận tôi nghèo do cha mẹ tôi nghèo. Không phải. Anh em nghèo bởi vì anh em không biết lời này. Lời này hứa cho anh chị em rằng anh chị em không thể nghèo trong nước Chúa được. Anh chị em phải dư dật. Anh chị em phải có đủ dùng. Anh chị em phải sống cuộc đời đảm bảo. Anh em phải thoải mái trong mọi sự. Đó là Đức Chúa Trời đãi chúng ta. Đó là lời thứ nhất anh chị em về dán lên nha. Lời thứ hai, lời thứ hai, Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 câu 12. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Anh em thấy chưa? Ở đây có một lời hứa nữa là Đức Giê-hô-va sẽ mở trời ra. Và trời này là kho báu của Ngài. Trời này là kho báu của Ngài. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, anh chị em biết cách để Chúa mở trời, cửa trời ra chưa? Biết chưa? Nếu chưa biết thì tôi chỉ cho anh em cách nha. Tôi đọc cho anh chị em nghe để cách mở cửa trời. Tại vì trong thịnh vượng tài chánh á, nó có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là Chúa phải mở cửa trời, và giai đoạn 2 là gieo hạt giống và gặt vụ mùa. Hai cái nha anh chị em. Cho nên nếu Chúa chưa mở cửa trời mà anh chị em gieo hạt giống á, đôi khi nó không mọc. Tại vì không có nước, không mưa, không gió, không gì cả. Hạt giống anh chị em gieo mất luôn. Cho nên nhiều người bảo sao tôi gieo hạt giống nhiều mà sao chẳng thấy mọc gì cả. Tôi gieo cả đời rồi mà sao tôi nghèo, vẫn cứ nghèo, đói vẫn cứ đói, làm sao? Anh em nói chắc lời Chúa không có ứng nghiệm. Mà tôi nói với anh chị em cả hai bước lận. Anh em phải mở cửa trời trước đã. Trời phải mở lên trên anh chị em đã. Rồi sau đó anh chị em gieo hạt giống. Bây giờ tôi đọc cho anh em câu kinh thánh để biết rằng làm thế nào để trời mở cho anh chị em nha. Malachi chương 3 câu 9 đến câu 10. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi cả nước thảy đều ăn trộm của ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho,
hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn vương phán: xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chan. Anh em thấy không ạ? Cho nên tôi mới nói với anh chị em rằng trung tín trong một phần mười chính là mở cửa trời trên đời sống tài chánh của chúng ta. Đó là luật của Chúa, không làm khác được. Một phần mười không phải là của dân nha anh chị em. Một phần mười là thuế của Đức Chúa Trời. Một phần mười là thuế của Đức Chúa Trời, để Ngài dùng tài sản đó, Ngài duy trì sự hiện diện của Ngài trên đất này. Từ đời xưa rồi, từ thời Abraham đã có rồi. Abraham đã dâng một phần mười cho thầy tế lễ Melchizedek. Và chúng ta đây là dòng dõi của Chúa Giê-xu, mà Chúa Giê-xu làm thầy tế lễ theo ban gì anh chị em? Melchizedek. Cho nên nhiều người bảo là luật pháp cũ bỏ rồi, khỏi một phần mười. Tôi xin thưa anh chị em, hiểu quá hời hợt về Kinh Thánh. Chúng ta không ra từ dòng dõi Aaron, chúng ta không ở dưới luật pháp, chúng ta đang ở dưới dòng của thầy tế lễ theo ban Melchizedek. Một dòng khác, nhưng trong đó một phần mười là của dân, là của thuế nộp vào nhà của Đức Chúa Trời, để duy trì sự hiện diện và chức vụ của Ngài trên đất này. Và khi chúng ta làm điều đó, Chúa nói trong Malachi chương 3 câu 9 câu 10 rất rõ ràng: hãy thử đi để biết. Chúa cho phép các bạn thử, thử để cửa trời mở ra trên tài chánh của anh chị em, đổ phước xuống cho anh chị em. Và cái phước đó đó làm cho anh chị em trở nên giàu có mà không phải vật vã bạc đầu. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Anh em cũng có thể làm ra tiền, anh em có thể không dâng một phần mười vẫn làm ra tiền, tôi đảm bảo có, chứ nếu không thế giới này chết hết à. Nhưng mà kèm theo đó là đổ mồ hôi trán, bạc cả tóc, ngủ không nghe không yên, và ăn cũng không ngon nữa. Anh em thử sẽ thấy, đó là kiểu của thế gian này, đó là kiểu của vương quốc Satan. Nó làm ra rất nhiều tiền, nhưng mà xin thưa, ngủ một đêm cả hai tiếng à, nó còn mộng mị nữa chứ. Đến mơ toàn thấy người ta bóp cổ lấy tiền. Khổ lắm, vì nhiều tiền quá. Mơ thấy bóp cổ lấy tiền không ngủ không được. Nhưng mà tôi đảm bảo với anh em, khi chúng ta giàu có trong Ngài, Ngài ban cho kẻ Ngài yêu mến giấc ngủ bằng những người vật vã kia. Anh em nhớ câu Kinh Thánh đó không ạ? Amen, hallelujah. Cho nên tôi xin nói anh em, hãy cho Chúa cơ hội để Ngài mở cửa sổ trời trên đời sống anh em. Hãy trung tín một phần mười. Đơn giản lắm. Nếu chúng ta làm được 100.000, bỏ 10.000 vào ống, Chúa đây của Ngài, con đọc cho Ngài. Dễ không em? Dễ mà. Rồi cuối tháng đem cái ống đó đổ vào cho nhà Chúa tới thôi. Đừng để Chúa ơi cho con 100 tỷ, con dân Chúa 10 tỷ. Hơi căng. Phải không ạ? Cho nên nếu chúng ta không trung tín trong việc nhỏ thì không thể trung tín việc lớn. Hãy làm từ nhỏ. Cho nên tôi thấy có nhiều người lý luận mà làm ra được 100.000 dân gì ít quá, không được. Làm có 1 triệu bạc dân 100.000 kỳ quá, không được. Thôi Chúa ơi, cho con 1.000 tỷ, con dân lúc luôn cho nó nhiều. Nhưng mà thấy 1.000 tỷ lặn luôn. Tàu ngầm này là tàu ngầm 10 năm chứ không phải tàu ngầm 1 năm. Phải không ạ? Cho nên đồng tiền nó cũng có cái sự cám dỗ của nó anh chị em ạ. Nếu chúng ta trung tín từ việc nhỏ, chúng ta bẻ gãy quyền lực cám dỗ của đồng tiền. Đồng tiền không ác, nhưng lòng tham tiền là đại ác nha anh chị em. Hãy nhớ điều đó. Cho nên chân lý ở đây chúng ta học là gì? Nộp một phần mười là mở cửa sổ trời. Nhưng còn một của dân nữa. Của dân đó là gì? Cái nếp sống ban cho của chúng ta, cái nếp sống gieo hạt giống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn gặt một vụ mùa mà không gieo hạt nào, có gặt được không anh chị? Không gặt được đâu. Ui, tôi muốn có một tấn lúa nhưng mà chẳng gieo hạt nào, mà ngồi đó mơ. Không bao giờ có, đúng không? Phải gieo hạt giống chứ. Cho nên ở trong sách Cô-rinh-tô 2 chương 9 câu 7 câu 10 tôi đọc anh chị em nghe. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đây là nói về của dân.
không ạ? Dâng cho người có hoàn cảnh, dâng cho nhu cầu của hội thánh, dâng cho việc nọ, dâng cho việc kia, dâng đủ thứ, miễn lòng anh chị em được cảm động và vui mừng. Kinh Thánh chép rằng ai cho người nghèo khổ là cho Chúa mượn, mà Chúa mượn thì có trả không anh chị em? Cho người ta mượn thì có vẻ đòi nợ hơi căng, phải thuê xã hội đen đòi, nhưng mà cho Chúa rồi Chúa trả đàng hoàng. Amen. Mà Chúa trả nhiều hơn nữa. Đó, Chúa trả gấp 10 lần, gấp trăm lần. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, ngồi cái chuyện nộp thuế 1/10, chúng ta hãy tập một cái nếp sống ban cho, một nếp sống gieo vào hơn nữa 1/10. Giống như ông mục sư Rick Warren, ông chia sẻ cuộc đời ông á, mới đầu ông dâng 1/10, sau đó ông dâng 2/10, sau đó ông dâng 3/10, đến ngày hôm nay ông dâng 9/10. Mà ông bảo sao mà tiền đâu nhiều quá tiêu không hết. Anh em đọc đọc cái câu chuyện của ông đó, ông viết mấy quyển sách đó, ông đưa lên mạng là ông bán. Bây giờ ông nói là một năm cứ cỡ 1 triệu đô vào tài khoản ông cách tự động. Ông hầu việc Chúa 25 năm rồi, ông đem 25 năm tiền lương của hội thánh ông trả lại cho hội thánh. Ông nói giờ tôi nhiều quá rồi, tôi không cần lương bổng gì nữa đó. Ông viết những quyển sách, Chúa Thánh Linh cảm động viết những quyển sách đó. Ông đưa lên Amazon ông bán, và bây giờ cứ mỗi năm 1 triệu đô nó nhảy vào tài khoản như vậy thôi. 1 triệu đô thì dâng 9/10 rồi, còn lại tiêu đủ năm không anh chị em? Thừa luôn. Cho nên đôi khi có những phép lạ trên đời sống tài chánh của chúng ta. Chúng ta bước đi trong đời sống phép lạ siêu nhiên về lĩnh vực tài chánh, chứ không phải là lĩnh vực tự nhiên. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho chúng ta đầy đủ mọi sự dư dật cần dùng và rơi rộng nữa để làm tất cả những việc lành. Chúng ta hãy thay đổi cách nghĩ đi, đừng nghĩ như kiểu cũ nữa. Ôi chúng tôi phải vật vã lắm mới có tiền. Không đâu, trong Chúa có một cái cách để Đức Chúa Trời có thể cho chúng ta tài chánh mà không phải bạc đầu. Tôi tin điều đó. Cho nên cái lối nghĩ của chúng ta phải được thay đổi hôm nay. Cái lối nghĩ chúng ta nó thể hiện ở cái cách chúng ta vỗ tay trước một cái câu chuyện. Bây giờ tôi kể câu chuyện này, thử anh em vỗ tay không nha. Rất là hay. Cái cách nghĩ của con người nó khiến cho cuộc đời chúng ta như thế nào là do cái cách chúng ta nghĩ. Có một người đến hội thánh nói: ôi mục sư ơi, tôi đang nợ nần chồng chất, vất vả lắm, tôi thiếu nợ nhiều lắm. Và trước đây 3 năm tôi nợ nần không thể tưởng tượng. Và sau khi nghe lời mọi người khuyên bảo xong, tôi về tôi vật vã, tôi chiến đấu. Tôi chiến đấu, tôi làm ăn quên cả ngày đêm. Tôi không biết ngủ, không biết ăn uống là gì. Thân thể tôi bệnh tật đầy người, người tôi gầy đét. Mà bắt đầu tôi cố gắng tôi trả xong nợ rồi. Anh em hãy vỗ tay vui mừng vì tôi trả xong hết nợ rồi. Cả hội trường vỗ tay không anh chị em? Vỗ tay không? Ở đây vỗ đi, vỗ tay, đúng không? Rồi. Cái cách anh chị em vỗ tay là tôi biết anh chị em chưa thay đổi tâm trí. Nhưng mà cũng có một người đến nói: ôi mục sư ơi, tôi nợ như thế, tôi nợ nhiều lắm nhưng tôi không có trả được. Một ngày nọ tôi đi sang cái lùm bụi kia, tôi thấy một cục vàng ở trong đó. Mà tôi bê cục vàng này về, bắt đầu tôi cắt ra, tôi đem lên kia, tôi bán vào cái tiệm vàng, xong tôi lấy tiền tôi trả nợ. Mới có 5 ngày tôi giải quyết xong nợ. Mục sư ơi, vỗ tay cho tôi. Có ai vỗ không? Người ta nói ông này nói dốc. Phổ gì? Chẳng ai vỗ. Và đó là tâm trí không tin phép lạ tài chánh của Chúa. Chúng ta có cái suy nghĩ, cái lối mòn của chúng ta rằng chúng ta không chấp nhận một cái phép lạ tài chánh đến trên đời sống của mình. Chúng ta không chấp nhận rằng là chúng ta kiếm tiền dễ dàng. Chúng ta không chấp nhận rằng công việc mình được phước một cách dễ dàng. Chúng ta không chấp nhận. Chúng ta chỉ chấp nhận theo cái lối rằng là phải bạc đầu mới có tiền cơ. Cho nên nói nãy giờ anh em vẫn chưa thay đổi suy nghĩ. Tôi không biết là bài giảng này có ích lợi gì cho anh em không, nhưng mà tôi nói nãy giờ anh em vẫn chưa thay đổi suy nghĩ. Tôi nói rằng ở trong Chúa có phép lạ siêu nhiên về tài chánh, anh em tin không? Đó. Tôi hy vọng rằng cái vỗ tay này là thật đấy. Amen. Cái vỗ tay này khiến cho anh chị em bước đi trong siêu nhiên. Alleluia. Vỗ tay rồi.
Cho nên tôi đọc cuộc đời của ông Oral Roberts tôi được khích lệ lắm. Tay không xây một trường đại học 8 triệu đô cho Chúa. Tay không. Phép lạ. Anh em đọc những cuộc đời của những người làm được, làm thật việc thật đi, anh em sẽ thấy. Có những đầy tớ của Chúa được sức giàu, được Chúa kêu gọi, tay không có thể làm lên những công trình vĩ đại cho Ngài. Chuyện đó không có gì là bất công cả. Tại vì Satan đã gieo vào tâm trí chúng ta cái sự bất công theo kiểu đời này. Anh chẳng làm gì mà anh có bất công quá, không được. Không được, không chấp nhận. Nhưng mà Chúa chấp nhận. Tại vì Chúa nói, ngươi chớ lo lắng, ngươi chớ lo ăn gì, uống gì, mặc gì. Những sự đó dân ngồi kia họ tìm. Họ tìm, họ lao động, họ vất vả, họ đổ mồ hôi, họ bạc đầu. Nhưng con à, con là con của ta, hãy tìm nước trời và sự công chính của ta, rồi ta sẽ ban cho thêm các con những điều đấy. Ban cho hai anh em tìm. Ban cho hay là anh em tìm? Ban cho. Ta phải đọc suy nghĩ cho nó kỹ chứ. Chúa ban cho. Cho nên phục truyền luật lời ký nói rằng Đức Giê-hô-va có quyền ban cho anh em sức lực để đoạt lấy sản nghiệp đời này. Khi anh em có sức của Chúa, anh em kiếm tiền dễ lắm. Anh em đi chơi cả ngày mà tiền vẫn chui vô tài khoản. Anh em thích công việc đó không? Anh em đừng tưởng tôi nói dốc. Có đấy, có những công việc như thế đấy. Anh em hãy xây dựng đi, hãy câu hỏi Chúa đi. Tôi thì dĩ nhiên không phải tỷ phú triệu phú, nhưng tôi đã từng kinh nghiệm qua những điều như thế rồi. Trước đây tôi cũng đi làm cơ mà, cho nên tôi kinh nghiệm những điều đó. Tôi kinh nghiệm những điều chúc phước của Chúa rồi. Cho nên tôi muốn khích lệ cả hội chúng rằng chúng ta hãy tập suy nghĩ theo kiểu siêu nhiên. Tập bước đi trong cái quyền phép siêu nhiên của vương quốc Đức Chúa Trời. Amen chứ. Cho nên tìm sự công chính, tìm sự công bình của Đức Chúa Trời có nghĩa là học cho biết cái năng quyền của vương quốc Đức Chúa Trời hành động như thế nào, và chúng ta bước theo. Cho nên hôm nay tôi nói anh chị em đó, phá hủy các đồng lũy đi, tập dần 1/10 trung tín đi, và bắt đầu sống nếp sống bàn trò. Anh em bắt đầu thấy sao ạ? Cửa trời mở ra trên tài chánh của mình. Ôi Chúa ơi, trước con tưởng đâu làm cái điều này phải mất 20 năm, sao giờ mấy tháng được Chúa? Anh em sẽ ngạc nhiên đi, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh em sẽ thấy, sẽ thấy những phép lạ của Chúa. Đây là lời của Ngài nói. Và bằng chứng sống là dân tộc Israel đã sống như thế. Bằng chứng sống là 60% những nhà bác học trên thế giới này thuộc về dân tộc Do Thái. Bằng chứng sống rằng là hơn 60% những người giàu có trên thế giới này, những nhà tài phiệt, những người chủ các ngân hàng quốc tế thế giới là người Do Thái. Anh em đọc đi sẽ thấy. Amen chứ em. Cảm ơn Chúa vì những điều đó. Tôi hy vọng rằng sứ điệp này khích lệ anh chị em buổi sáng hôm nay. Khích lệ anh chị em buổi sáng hôm nay, để rồi chúng ta bước vào một cái đời sống có cái một cái sự đột phá. Để linh nghèo đói, để linh giới hạn, linh thất bại phải rời bỏ đời sống. Tôi khích lệ anh chị em nghe cái quyển sách Mỗi Cơ Đốc Nhân Cần Được Giải Cứu. Hãy nghe quyển sách đó. Có những tà linh giới hạn chúng ta, có những tà linh cướp tài sản anh chị em, có những tà linh mà cái hợp đồng anh chị em nuốt cho tới ấy, cổ họng rồi nó lôi ra ký rồi, nhưng về nhà 5 giây nó bảo tôi quay lại tôi đổi ý tôi không ký nữa. Có cái nhà sắp sửa bán được rồi đó, nhưng mà nó nói hồi nó sao tôi cảm thấy bất an quá, thôi tôi về mai tôi suy nghĩ lại cút luôn. Có những cái thứ mà chúng ta định có được rồi tuột mất. Anh em hãy chú ý, có những tà linh giới hạn thất bại và trì hoãn trong đời sống của mình, phá hủy công việc của mình, phá hủy tất cả những cái thịnh vượng tài chánh của mình. Anh chị em à, hãy đạp đổ những đồng lũy đó, đã rồi chúng ta được tự do về tài chánh. Amen chứ. Tóm lại buổi sáng hôm nay tôi còn nợ anh chị em một đồng lũy nữa, một loại đồng lũy nữa, nhưng mà hết giờ rồi, chắc tuần sau sẽ chia sẻ tiếp. Amen. Tóm lại buổi sáng hôm nay tôi muốn nói anh chị em rằng đồng lũy là thứ mà Satan đã gieo vào trong đầu óc anh chị em.
từ khi anh chị em được hình thành trong bào thai của cha mẹ. Đồng lũy đó là những lối sống, lối nghĩ, suy nghĩ không phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Nhiều đồng lũy ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mục đích Satan xây dựng những đồng lũy ấy là để cản trở anh chị em nhận được phước lành và tiếp cận với nguồn ơn phước Đức Chúa Trời là đấng cha yêu thương của anh chị em. Mục đích nó là như thế. Nó bảo vệ tài sản của nó bảo vệ lãnh thổ của nó bảo vệ những cái linh hồn mà nó đã chiếm giữ được, để cho anh chị em sống một cuộc đời làm mất đi vinh hiển của Đức Chúa Trời vốn là đấng quyền năng giàu có và đầy dẫy yêu thương. Đúng không? Đó. Và đồng lý ấy là chiến trận thuộc linh chứ không phải thuộc thể. Kẻ chủ mưu của những đồng lũy này là Satan và các quỷ của nó. Sức của chúng ta không địch lại. Không địch lại được. Tôi xin nhắc lại chỗ đó nha. Sức của chúng ta không địch lại được. Chúng ta đừng bao giờ cố gắng tự thay đổi bản thân. Không bao giờ. Chúng ta đừng bao giờ cố gắng để thay đổi nếp suy nghĩ của mình. Được 3 hôm à. Hôm thứ 4 nó đến nhiều hơn. Hôm thứ 4 suy nghĩ cũng ác liệt hơn. Không à. À, không bao giờ được. Chúng ta chỉ có thể phá đổ đồn lũy của Satan bằng cách đọc suy ngẫm và thực hành lời của Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em nhận thấy mình có đồn lũy nào, hãy tra Kinh Thánh, tìm cho được những lời Chúa liên quan đến điều đó, dán đầy nhà cho tôi, đọc đầy nhà, đọc ngày đêm thực hành, đến một ngày lời đó bắt đầu đi vào con người mình và nó tống tất cả những đồn lũy đó ra. Cách hàng. Và cuối cùng, một trong những đồn lũy mạnh sức nhất của Satan để kìm hãm hàng tỷ người trên thế giới này chính là đồn lũy của sự thiếu thốn và nghèo đói. Thiếu thốn và nghèo đói. Ai sinh ra trên đời khi có ý thức được rồi bắt đầu thấy sợ đối diện với tương lai. Sợ lắm. Không hiểu mình có tìm được việc làm không nữa. Không hiểu về già mình cái gì bỏ vào miệng không. Hay là mình chết cong queo ở trong nhà không ai săn sóc. Có khi nào mình chết đói không ta? Rất nhiều những thứ. Phải không ạ? Nghèo đói bao trùm con người. Và nó khiến cho con người nghĩ rằng cả đời mình phải bạc đầu vất vả để mới có được một cuộc sống sung túc. Nghĩ như thế. Và sáu cái điều đó anh em ghi chép rồi, tôi không nhắc lại mất thời gian. Nhưng Đức Chúa Trời có cách để hủy phá nó và giúp cho anh em thịnh vượng. Cách thứ nhất là trung tín nộp 1/10 vào kho của Chúa, để cửa trời mở ra trên tài chánh của anh chị em. Amen. Đó là lời Chúa nói. Cách thứ hai tiếp theo đó là sống nếp sống ban cho, ban ra. Có người nói tôi nghèo quá lấy gì ban. Xin thưa anh chị em, bà già kia có 2 đồng xu bà vẫn dâng được. Và Chúa nói bà đã dâng nhiều nhất. Vấn đề là tấm lòng, chứ không phải chúng ta có bao nhiêu tiền. Tôi muốn nhắc lại anh chị em điều đó. Vấn đề là tấm lòng. Tấm lòng chúng ta có thuận phục lời của Chúa không thôi à. Cho tôi đảm bảo với anh chị em là chúng ta không có khó khăn gì cái chuyện là giàu mới dâng mà nghèo không dâng. Không khó khăn chuyện đó. Tôi nghĩ cái khó khăn nằm ở chỗ tấm lòng, cái đức tin chúng ta. Chúng ta có thuận phục lời Ngài không? Để rồi cho Đức Chúa Trời cơ hội chúc phước tài chánh cho anh chị em. Anh chị em có thể nghĩ rằng ô bây giờ Covid khủng hoảng quá cho nên thôi tạm ngừng dâng đi. Chờ Covid nó qua rồi tính sau. Tôi đảm bảo đừng để Satan lừa anh chị em. Covid-19 hết sẽ có Covid-20 đến cho anh chị em nếu mà chúng ta không sống một nếp sống đúng lời Ngài. Thậm chí Covid-21 luôn. Phải không ạ? Cho nên chúng ta đừng bao giờ bị Satan lừa để mình giới hạn Đức Chúa Trời hành động trên đời sống mình. Hãy trung tín. Đối với Chúa, nhiều ít không quan trọng. Đối với Chúa, quan trọng là sự vâng lời. Amen. Vâng lời. Và khi chúng ta vâng lời thì sao đây? Tất cả những đồn lũy về nghèo đói, khổ sở trên đời sống chị em bị sụp đổ. Satan nó ghét lắm. Nó kích anh chị em. Nó một sư ông nói vậy thôi, đừng nghe vừa vừa thôi, đừng nghe ổng. Nó kích vậy đó. Ông nói vậy thôi chứ mình cũng cứ giữ nếp sống như trước thôi. Việc gì
cứ từ từ Covid hết rồi tính tiếp. Nó lừa đấy. Rồi anh chị em suy nghĩ à thôi được rồi, dân hiến là sự kín kín đâu, ai biết đâu, kệ. Tháng này dân, tháng sau không dân cũng không sao, mình làm từ từ. Nó lừa đấy. Tất cả những tư tưởng gì mà không đúng với lời Đức Chúa Trời, tôi đảm bảo anh chị em đến từ Satan. Ngày hôm nay anh chị em phải quyết định đi, bất kể dù là thu nhập nhiều hay ít, 1/10 là của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Tôi muốn anh chị em quyết điều đó. Không phải tôi nói để có lợi cho cái gì, tôi nói có lợi cho anh chị em. Có lợi cho anh chị em. Thiệt sự là như thế. Tôi nói điều đó có lợi cho anh chị em. Tại sao hội thánh nhà muôn dân không có cái giờ gọi là giờ dân hiến? Anh em thấy chẳng giờ dân hiến gì cả. Bởi vì Chúa yêu người thuận phục từ cả tấm lòng. Tôi muốn điều đó. Cho nên tôi nói với anh chị em không có giờ nào giờ dân hiến hết. Nếu một người muốn dân hiến thì dân kiểu gì cũng dân được. Đâu nhất thiết là phải làm cái giờ dân hiến gì không cả. Nhưng mà tôi nói điều này có lợi cho anh chị em, để cho tài chánh anh chị em được khởi sắc, để đời sống anh chị em được tự do, và anh chị em có thể làm được điều mà Đức Chúa Trời muốn anh chị em làm. Tài chánh là một mảng rất quan trọng trong đời sống con người. Tiền bạc là một mảng cực kỳ quan trọng trong đời sống con người. Và cũng một lẽ ấy, tiền bạc cũng là công cụ rất mạnh để Satan kìm hãm đời sống của rất nhiều con người. Không làm được gì nếu chúng ta cứ mãi lanh quanh cơm áo gạo tiền. Không làm được gì nếu chúng ta cứ mãi lanh quanh ăn bữa trước lo bữa sau. Nếu chúng ta cứ mãi lanh quanh tiền học con cái vợ con. Chúng ta cứ mãi lanh quanh tiền thuốc tháng này lấy đâu mua. Chúng ta cứ mãi lanh quanh bây giờ nằm viện lấy đâu trả viện phí. Ôi tiền điện tiền nước. Nếu cuộc đời chúng ta cứ lanh quanh những chuyện đó, tôi đảm bảo anh chị em không còn đủ một giây cho Đức Chúa Trời để làm việc của Ngài. Anh chị em à, tôi khao khát anh chị em được thịnh vượng và tài chánh. Tôi khao khát công việc anh chị em khởi sắc. Tôi khao khát con cái hội thánh nhà muôn dân không một ai là nợ nần. Tôi khao khát anh chị em là người sống ban cho, thậm chí cho người khác vay mượn chứ không có nợ nần ai. Anh chị em sẽ thấy, tôi tin xác với một điều, mỗi một cơn phấn hưng và thuộc linh luôn kèm theo sự phấn hưng và tài chánh, luôn luôn. Và con cái của Đức Chúa Trời là phải sống sung túc, sống đầy đủ, sống tiện nghi, chứ không thể nào mà sống thiếu thốn. Đó là sự thật trong lời Ngài. Amen chị em. Tôi muốn anh chị em đứng dậy cầu nguyện này. Hallelujah. Anh chị em có được khích lệ những lời ngày hôm nay không? Amen. Anh chị em có muốn đời sống tài chánh mình khởi sắc không? Amen. Anh chị em biết cách để nó khởi sắc chưa? Amen.